buổi triển lãm bức tranh độc nhất vô nhị có một không ai trị giá 1 tỷ đồng của gia tộc Zoomio. Dâu ơi giờ mình cất chiếc máy một nơi, ôi thanh thang là thời gian cùng chơi chinh phục tiếng Anh. Yeah yeah, bao nhiêu từ vựng mới cũng khó có ngăn sự nghiện học của chúng ta. Ready không ca lê ra được bao kiến thức hay thách đâu cũng với bạn bè, từ nhiều khi rất khó thì càng cần tuyệt chiêu. Sao mày
Rồi lần sau chúng mình lại tìm thí. Yes. Cái này, có mỗi một bộ như thế, cậu cất đi thì tôi lấy gì mà chơi? Cậu xinh mà quê thế. Đây này, bây giờ muốn đặt mua bộ Leo Leo chinh phục tiếng Anh chỉ cần lên website leoleo.edu.vn gạch chéo English, điền đầy đủ thông tin rồi ấn đặt mua, thế là xong. Yes. Đúng là người giàu mua hàng thần tốc thật đấy. Nó không, tớ không cho bộ Leo Leo chinh phục tiếng Anh ra đâu. Cậu đi xuống để tớ hát cho cậu nghe nhé. Nope. Tớ sẽ vẽ phác một bút chì. Vẽ phác xong rồi, mình cùng tô màu thôi. Sau khi tô màu ra, tớ sẽ tiến hành tô tóc nhé. Một công chúa sẽ có tóc màu xanh lá và một công chúa sẽ có tóc màu hồng. Ở bước này, các cậu hãy cẩn thận để không bị tô đè vào những màu khác nhé. Sau khi tô xong các mảng màu cơ bản, tớ sẽ tiến hành tạo khối bằng các màu đậm hơn. Tiếp theo, chúng mình cùng tô mắt và trang điểm cho các công chúa thật là xinh nhé. Tớ sẽ vẽ trang trí váy của hai công chúa bằng những chú bướm thật xinh đẹp, cũng màu xanh hồng luôn. Tô thêm một vài chi tiết nhỏ nữa và bức tranh của bọn mình đã hoàn thiện rồi nè.
rồi. Ui, bọn mình sắp vượt qua được kiếp nạn này rồi. Yes. Bây giờ chỉ cần Romia không phát hiện ra nữa là xong. Ừ. Trốn nhá. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.